thôi, nói thiệt nè. Bây giờ á, miễn sao là tôi có mặt bên đó để chơi với bà nội anh đúng không? Rồi cái này giỡn hay thiệt? Thiệt. Cách nào? Anh làm người mẫu với tôi đi. Ok. Thiệt hả? Tôi nói giỡn á. Nghĩ sao tôi đàn ông con trai mà mặc mấy bộ đồ này hả? Rồi cái gì bộ đồ gì mà cô thiết kế phong phanh quá vậy, tôi che bằng cái gì? Thôi cái này là tôi chỉ mới thiết kế thôi, chứ đương nhiên bộ đồ hoàn chỉnh là phải che được hết chứ. Thôi không đâu chiều cô. Giờ không làm đúng không? Làm đi về đi, tôi bận lắm. Sao mà làm được? Không, tôi bận lắm. Làm không? Làm không? À. Tôi uống, anh dẫn dành tôi. Không được, anh nhìn chỗ khác đi. Trời ơi. Đây, 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 để tôi gót cho anh. Tôi nói thiệt với cô, từ nhỏ đến lớn tôi được chiều chuộng nha. Chưa bao giờ ra ngoài đường mà ai ép tôi làm gì mà tôi làm ở đó thì phải thích mới làm, hiểu không? Không có chuyện mà cô kêu tôi hả làm chuột bạch cho cô hả, mặc mấy cái bộ đồ của cô là tôi đồng ý. Tôi nói thiệt tại tôi thương bà nội tôi. Mà cô chơi với bà nội tôi thích, hiểu không? Tôi không làm được điều như cô làm cho nên tôi mới nghe lời cô chứ gì thường. Mà cái vụ mà nhận làm mẫu á, anh bà... nói miệng à. Nhưng mà tôi là người kỹ tính cho nên là mình ký hợp đồng cho nó chắc ăn. Cái này là tôi đồng cảm với cô tại tôi dưng làm ăn mà. Nó miệng nó không có giá trị. Nó phải nói hợp đồng. Có luôn. Ủa có nè. Trời ơi, anh nói là nó mới êm mà, tôi chuyên nghiệp mà. À, anh ký ở đây một cái là êm liền. Cho tụi con mới có kiểu. Đủ rồi, anh chỉ cần ký nó mới êm. Ai? Em ơi. Em ơi. Em ơi. Vậy mới em, tôi là dân làm ăn. Mình vô một cái gì mình ký hợp đồng luôn. Vô. Vô. Nay cô làm cái gì tốt với tôi quá vậy? Về đi, tuyển tôi lên đây làm chi? Anh đừng có cảm kích, cũng đừng có mừng thầm. Tôi có mục đích hết á. Mặc đi. Tự nhiên tôi phải mặc cái này. Ừ. Anh đừng có nói với tôi là anh không có nhớ hợp đồng thỏa thuận của tôi với anh nha. Hợp đồng chuột bạch đó. Ủa, hợp đồng rồi chuột bạch gì? Có con chuột trong hợp đồng nữa hả? Thấy chưa. Bởi vì tôi nói mấy người mập mập như anh á hay lật lọng lắm. Bởi vậy tôi đã chuẩn bị thêm một bản nữa. Nè, đọc đi. Đâu? Đó. Trời đất ơi, điều khoản gì mà bắt tôi phải mặc đồ cô thiết kế rồi đi làm bản khảo sát? Đúng rồi. Cái điều khoản gì mà ghi mà nhỏ xíu mà nó chữ nó mờ căm vậy? Cái đó là chuyện của tôi. Nè, nếu như mà anh mà không mặc á là coi chừng toan với tôi đó ông giáo thiện à. Giỏi lắm. Đưa cái đó đây. Cái này của tôi. Cái này của anh nè. Mặc đi, đang trend. Ngon quá à, ăn ớt không? Ăn nha. Con lẹ đi còn đi làm nữa. Trời ơi, con nể đâu ra vậy? Trời ơi, con đồ ốc tươi vậy? Dạ, xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Mình sẽ tự giới thiệu, mình là Quỳnh Hana. Mình là nhà thiết kế và mình là bạn của anh Thiện. À không, phải nói là bạn rất rất thân của anh Thiện. Anh Thiện đã chịu làm người mẫu cho mình thiết kế cái bộ đồ này. Đúng không anh Thiện? Rớt gì kìa. Anh Thiện gật đầu là đúng đó mọi người. Không, 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 không.
Dạ, cảm ơn mọi người. Vậy mình vô vấn đề chính luôn nha. Đây, mọi người hãy nhìn đây. Xin mời anh Thiện quay một vòng để mọi người nhìn rõ cái bộ sưu tập này. Đó, mọi người thấy không? Đó, thiết kế rất là chuẩn. Từ trên xuống dưới đều kín mít hết. Bộ sưu tập này rất là phù hợp trong thời buổi hiện nay, trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của mọi người. Mời anh Thiện giơ hai tay lên. Giơ tay lên. Đó, giơ lên. Mọi người thấy không? Kín đáo. Từ vai ra tới bàn tay. Đặc biệt cái bàn tay này màu vàng, rất là hợp trend, rất là thu hút ánh nhìn của mọi người. Màu vàng lấp lánh lấp lánh. Lấp lánh lấp lánh. Rồi, mời anh Thiện giơ hai chân lên. Sao vậy? Đá lên. Đá đá một chân, con kêu đá hai chân. Đá lên. Mọi người thấy không? Thiết kế cực kỳ tinh tế. Từ trên đầu bảo vệ xuống tới bàn chân của mình. Mọi người thấy không? Rất hợp thời trang, rất sang trọng và rất cá tính. Thể hiện một con người năng động, mọi người thấy không? Đó. Rồi, mời anh Thiện bỏ chân xuống. Đây, mọi người thấy không? Chúng ta cảm giác rất là an toàn khi chúng ta mặc cái bộ sưu tập này. Vui lên luôn á. Đó, mọi người thấy không? Anh thì rất là thoải mái và rất là vui khi mặc bộ này. Sẵn đây mình gửi mọi người cái bảng đánh giá. Thì mọi người có thể cho Quỳnh xin đánh giá về bộ sưu tập này như thế nào. Và bây giờ để phần đánh giá của mọi người có thể chuẩn xác hơn, xin mời mọi người cùng đến với tiết mục biểu diễn thời trang của anh Thiên. Mọi người có thể chụp hình, quay phim, Facebook thoải mái. Cái gì vậy? Đi rồi mà bắt chụp hình hả? Thể diện của tôi đây đâu? Hợp đồng. Ui, cười hợp đồng với tôi. Tăng anh Thiện đi. Tăng. Đúng rồi, chụp hình đi mọi người. Tăng. Đúng rồi. Dạ mọi người cứ đánh giá giùm mình nha. Anh Thiện.